Kính chào quý bạn và các vị đã cập bách lại với channel của tôi. Như anh em đã biết rồi thì bình thường thì mục tiêu của tôi nó chỉ là lên khoảng 100 là rũ thôi. Hôm nay thì gần được 100 rồi nhưng hôm nay có nhưng đặt một cái KPI nó cao hơn, lên phải khoảng kiếm về khoảng 100 120 đến 130, tầm 130 mới rút đấy, phải kiếm lên tầm đến 40 nữa. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể đạt được một cái mục tiêu nó cao như vậy? Thì hôm nay chúng ta sẽ triển khai theo phong cách đó là song kiếm hợp bích hai bàn chắc chắn rồi. Để mà chơi ở một cái mức cược lớn và có thể đạt được một cái lợi nhuận cao thì chắc chắn là chúng ta phải chơi theo kiểu song kiếm hợp bích anh em nhé. Rồi, với một tay khởi động đầu tiên thì chúng ta thấy là cả trên cả dưới thì đều đang là xỉu hết. Chúng ta bắt ngược lên tài một tay thì kiểu gì một trong hai bàn cũng được ăn. Và bên dưới thì đang có cầu 1-1 sau bệt rất đẹp. Rất tiếc là chúng ta vào hơi muộn đấy, cầu 1-1 sau bệt rất đẹp này. Còn bên này thì đang có một pha đánh ngược chuẩn bị có bệt. Thì chúng ta sẽ khởi động bằng một tay cả hai bàn khoảng tầm khoảng ok, xem tôi đang nghĩ xem bàn nào thì đẹp hơn. Rồi. Cả trên cả dưới 10m nhá. Ngay từ thời điểm đầu tiên tôi đã có thể tự tin tôi chơi một tay rồi và chỉ có thể là hai bàn liền một lúc thì chúng ta mới có thể làm được điều này. Bởi vì kiểu gì cũng có một trong hai bàn được ăn và chúng ta có ít nhất là một tay hòa nhá. Cứ yên chí anh em ơi. Nào, cùng bàn trên 10m trước để xem tình trạng của bàn trên nó ổn định không. Bắt thành công ở bàn trên đã, còn bàn dưới. Còn bàn dưới anh em ạ. Nào. Chưa có bàn dưới và bàn dưới có cầu bệt anh em ơi. Bàn dưới có cầu bệt, chúng ta tạm thời bỏ qua cái bàn trên bởi vì đây là một tay hòa đã xong. Bây giờ thì sẽ phải vào và triển khai một tay của cầu bệt. Cầu bệt thì anh em lưu ý giúp tôi 1 2 3 4 5 tay rồi và tay thứ 6 là tay đẹp nhất. Tôi xin phép là múc xong cái tay thứ 6 này đã rồi rồi chúng ta tính tiếp được chưa anh em. Khả năng là quả tay thứ 6 này thì chúng ta sẽ triển khai đâu đó khoảng 2 choang nhá. Với mục tiêu ngay từ đầu là 40m thì khả năng phải làm nửa KPI tầm 2 choang vào đây. Thậm chí là có thể là hơn. Đang đắn đo một chút xem là chúng ta sẽ đi khoảng bao nhiêu. Cầu bệt tay thứ 6 không thể bỏ qua và khả năng thì tôi sẽ vào một pha 268 mà. Đấy. Nhất lộc phát và đây sẽ là một tay tươi. Sau đó chúng ta sẽ đi đều đều tầm 5 đến 10 m đến bây giờ hết cầu bệt thì thôi, thành công ở cầu bệt tay thứ 6 úp lại luôn. Quá hai lai. Cầu bệt tay thứ 6 lúc nào cũng là tay đẹp nhất nhá và chúng ta ưu tiên cái tay thứ 6 này, một pha chốt rất đặc cấp với khoảng 268. 268 và bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cầu bệt này. Chia sẻ với anh em rất nhiều rồi, cầu bệt thì 6 đến 10 tay, tay thứ 6 là tay đẹp nhất. Sau đó chúng ta sẽ đi từ 5 đến 10 m đến bao giờ hết cái cầu bệt thì thôi. Mục tiêu ngày hôm nay rất là lớn, nên là bình thường ấy thì thôi chỉ đi hơn chục mở tay thứ 6 thôi. Hôm nay thì đi khoảng hơn 20 mở tay thứ 6, nó quá là kinh dị đi. Và chúng ta sẽ triển khai tiếp ở cái tay thứ 7 này nhá. Cứ thế thôi, đến bao giờ hết cầu bệt thì thôi, khả năng là tôi sẽ đi tầm 6 m8 đến hết cầu bệt nhá. Đến bao giờ bằng hết cầu bệt thì thôi. Đang hơi chênh cược, đâm ra là đang phải ngẫm lại một chút. Có thể là tay này sẽ không được ăn đâu. Đi nhẹ đi một tí 5 bờ. Nhẹ lại một chút 5 bờ. Biết ngay mà, bị chênh cược ấy. Bị chênh cược nên không được ăn. Được rồi, và chúng ta đã có một tay bắt cầu bệt cực kỳ đặc cấp với khoảng 20 mở lãi trong tay. Tiếp tục nhá. Tiếp tục với hai bàn liền một lúc nào. Hai tay tài thì kiểu gì chả có một tay tài được ăn đúng không? Sau cầu bệt thì giống như lúc nãy, sau cầu bệt rất dễ ra cầu 1-1 và chúng ta sẽ bố trí một tay xỉu cả hai bàn này luôn. Lại là mỗi một tay 10 mở, soi một chút bảng biến thiên. Với một con 15 hình như là không liên quan đến biểu đồ ở trước đó. Bàn dưới thì chúng ta xử lý sau bệt bằng kiểu 1-1 nhá, giống bàn trên. Không có cầu 1-1 thì chúng ta tính tiếp. Nào. Có cần vội vàng quá không? Vào cược đi. Chả có gì mà phải vội cả. Rồi, cứ bắt bàn trên trước đã. Xem bàn dưới chúng ta sẽ xử lý được như thế nào. Bắt bàn trên thành công hay không đã. Thành công ở bàn trên rồi. Bàn dưới thì tôi sẽ nhỏ cược lại một chút nhá. 5m.
không không có đủ thời gian thì phải. Tiếc là không có đủ thời gian, không cũng không có luôn. Và chúng ta đang có một tay rất đẹp tổng lãi lên, bởi vì sau sau cầu bệt có thể có cầu 1-1 thôi, nó không có thì thôi anh em ạ, không thành vấn đề. Nào bây giờ vẫn là triển khai hai bàn liền một lúc. Tầm này thì sau cầu bệt thì chúng ta có thể đánh theo kiểu nuôi gấp thép được rồi. Đấy, xong kiếm hợp bích đánh hai bàn thì rất là thành công. Khi mà tay đầu của chúng ta ấy, và tay đầu của chúng ta đã kiếm được, tay đầu của chúng ta là một tay hòa, sau đó chúng ta ốp bệt ở tay thứ sáu cực kỳ đẹp, cực kỳ tươi. Rất tiếc là sau cầu bệt nó không có cầu 1-1 thôi. Bên này thì soi bảng biến thiên thì em thấy con 8 này nó chả liên quan đến biểu đồ, so vào bệt thì nó không chơi được. Thế thì chúng ta sẽ chơi ở cái cầu sau bệt ở tay này. Sẽ đi 5M. Anh em biết tại sao đi 5M không? Sau cầu bệt ấy, rất khó để ra một cái cầu bệt nữa, nên có hai tay tài liên tiếp rồi, không có cầu 1-1 mà có hai tay tài liên tiếp thì chúng ta sẽ đánh ngược trở lại và nuôi gấp thép nếu cần thiết. Chúng ta sẽ có quyền là nuôi gấp thép được một vài tay. Đầu tiên định đánh xong kiếm hợp bích nhưng bên này bàn ra lại đẹp quá. Rồi, ăn thêm 5 bờ vào đây. Đó. Tổng lãi đang khoảng 35 bờ. 91 m gốc của chúng ta 91 m bây giờ phải ra được đấy, 35 m lãi rồi. 35 m lãi anh em nhé, nên nhớ giúp tôi 35 m lãi. Rồi, bàn này thì sao? Bây giờ thì là bàn xanh, 8 xuống 6. Đây có một con 6 thì đúng lại có con 6 này đi lên rồi này. Thì khả năng bắt con 6 này đi lên tài được, lại vào 5M bên này nhá. Bàn đỏ thì tôi đang phân vân, tôi đang từ từ tôi đang chờ đợi một chút để bắt xong bàn xanh nữa rồi tính bàn đỏ sau. Thực ra nếu bây giờ đánh xong đôi hai bàn cũng được. Đó, cả hai bàn thì mỗi bàn 5M. Cứ đặt cược vào đây đã nhá, xem ăn không đã. Thực ra thì chỉ cần đủ KPI là tôi đã có thể ngừng rồi, tùy. Xem tay này đã xong rồi soi tay dưới sao. Thành công, bắt tài thành công rồi, có kịp chơi soi bàn dưới không? Khả năng không kịp rồi, chỉ được soi thôi. Nếu mà ra hai tay xỉu thì chúng ta bắt ngược chuẩn hơn, chuẩn rồi. Hai tay xỉu chúng ta bắt ngược lên trên sẽ là chuẩn hơn nhá. Bởi vì sau cầu bệt thì sẽ không thể ra thêm một cầu bệt mà. Một cầu bệt xỉu rất khó để ra thêm một cầu bệt xỉu, chúng ta lại tập trung xuống bàn dưới. Đấy, vừa một cầu bệt xỉu xong thì chúng ta ốp luôn. Bàn trên thì cũng rất là thành công rồi, bắt được một tay đầu tiên, một tay đầu tiên của cầu 1-1 sau bệt. Đó. Sau đó thì triển khai thêm một tay nữa. Triển khai thêm một tay nữa ở đây và sau đó triển khai thêm một tay nữa ở đây. Với một con 15 và một con 6 rất là thành công và cũng kiếm được trên bàn này cũng phải kiếm được 20 hơn 20 đấy. Bàn dưới cũng như vậy và tổng lãi của chúng ta đang nguyên. Vậy là cả trên cả dưới chúng ta đang đi đều đều nhau và lãi được đây, tổng lãi đây. Rồi, xử lý sau bệt thêm một vài tay nữa nhá. Bây giờ thì bình thường đi 3M thôi. Sau cầu bệt xỉu rất khó để ra thêm một cầu bệt xỉu thì chúng ta sẽ bắt tài ở đây và sẽ nuôi gấp thép một vài tay để kiếm thêm 3M nữa. Chốt lãi hơn 40M ngày hôm nay. Thiếu mất 1M không là tôi cũng ngừng rồi. Chưa có và chúng ta đi nuôi nhá. Đi nuôi gấp thép một vài tay nào, xử lý sau bệt thì chắc là anh em cũng nhiều anh em biết rồi. Sau bệt thì tôi hay đánh theo kiểu là một là đợi cầu đẹp, nếu mà không có cầu 1-1 đẹp. Đây này, bàn bàn xanh thì có cầu 1-1 đẹp. Nhưng mà bàn đỏ không có thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu đánh ngược và nuôi gấp thép một vài tay. 3M không được thì lên 6M, 6M không được lên 12M và chốt xong đủ 40 hơn 40M thì chúng ta sẽ nghỉ với một kèo ngày hôm nay quá đẳng cấp rồi. Đầu tiên thì xong kiếm hợp bích đánh hai bàn, sau đó chuyển sang thấy có cầu bệt. Thấy có cầu bệt sẽ chuyển sang bắt bệt luôn. Bắt bệt xong thì xử lý một chút biến thiên và đánh sau bệt. Rất thập cẩm. Và chúng ta chốt đủ 40M lãi, một lãi khủng khiếp để sau đó chúng ta sẽ rút lãi. Được chưa? Hơn 100 là rút rồi. Hôm nay thì mục tiêu nó cao hơn hẳn là phải lên tận 120, 130, 140, gần 140 cũng lên. Chuẩn bị vào cược. Khá là cân hai bên. Chuẩn bị có thể vào cược. Tay này không được thì tay sau chúng ta lên 12M là sẽ ăn thôi. Anh em biết tại sao không? Tôi sẽ giải thích cho anh em thấy. Tay này không ăn thì tay sau kiểu gì cũng ăn. Tôi sẽ giải thích cho anh em sau. Ăn rồi. Thực ra thì ăn nó cũng dễ thôi. Vì đó, nếu mà tay đó mà chúng ta mà không ra mà ra một tay xỉu nữa chẳng hạn thì chắc chắn là một cái tay mà chúng ta có thể là ốp vào một cái cầu bệt xỉu nữa, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà nó ra rồi thì thôi, rất đơn giản thôi. Xem tổng lãi nào, tổng lãi lên đến 42M, hơn 40M của ngày hôm nay, quá tuyệt vời ông mặt giờ. Và đây là một ngày thi đấu cực kỳ thành công của chúng ta nhá. Đó, trên đây là một chút gọi là chơi xong kiếm hợp bích cả hai bàn và đánh thập cẩm một chút, cả bảng biến thiên tôi cũng so.
bằng cầu bệt tôi cũng theo, nên là rất là thành công và rút vốn thôi anh em ơi. Thật sự là con số quá tuyệt vời và quá đáng chúc mừng, hơn 40 mờ với một đâu đó chỉ khoảng chưa đầy 10 phút đồng hồ chiến đấu thôi. Nếu mà anh em thích chơi theo kiểu hai bàn hoặc là bắt cầu bệt vân vân và mây mây của tài xỉu ấy, thì xuống cái phần mô tả và lấy link game luôn nhá. Hẹn gặp anh em ở những video sau. Chúc anh em một thật nhiều sức khỏe cũng như là chốt lãi thật nhiều với mini game tài xỉu. Xin chào và hẹn gặp lại.